Rồi, em Thiếu Hút Euro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Thì tiếp tục khi em giới thiệu đến em một con đi dòng Recover. Thì con này lúc trước cũng nhiều anh em dặn em lắm rồi, nhưng mà tới nay em mới về được ha. Thì anh em nào có xem thì một bữa anh em nào có dặn thì liên hệ giúp em ha. Đây là một dòng này Trio, dòng sức âm tụ, dòng Recover. Thì có model là Trio KA77, Trio là của Kenwood đó anh em. Thì hàng về này nó có một cái điểm xấu ha, mặt mũi thì đẹp keng thôi, vết chạy rồi chỉ một điểm xấu ở cái đèn này, cái đèn nó bị tróc sơn lấm đốm ha, hình giống như hình một con vật gì đó, giống như hình con trâu vậy đó. Đấy, đèn đốt thì mặt mũi rất là đẹp rồi, chỉ có điểm xấu ở chỗ đó thôi ha. Đây quay tổng thể nè, còn mặt mũi này nè rất là đẹp, mặt phay nhôm nhựa rất là đẹp ha. Đấy, cái nốt cua lông đây thì nó bị dính cái gì, bị dính cái gì này nè, em chùi không, nó không có ra ha. Em chùi ra thì em sẽ ráng chùi cho em lại, nhưng mà nó chùi em chùi hoài mà nó không có ra thì em để vậy luôn ha. Rất là đẹp ha, chỉ có điểm xấu ở đèn này thôi, còn lại là rất là đẹp, máy móc rất là đẹp luôn. Rồi xin nguyên bản ha. Đây, còn cái nắp ở đây nó có một cái nắp nắp sắt giả dân gỗ rất là đẹp ha. Giờ phía trước mặt hỏi nó như thế, mặt là đẹp keng không còn cái chạy ha, các thành giáp bên hông nè và ngay cả thành trên nè. Đấy, thành trên rất là đẹp. Rồi phía sau đây đánh hai cặp A cộng B ha. Đây, những cái dòng này rất là cổ à, rất là cổ, gọi là cổ lỗ sĩ luôn á. Mấy chân ốc này nó hơi bị rỉ xíu, nó không ảnh hưởng gì nữa ha. Những chân ốc này anh em nào có đẹp mới keng thì chúng ta thay ốc khác thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta thí dụ mà những con cổ này cũng phải để như thế này, nó mới nhìn nó mới chất cổ ha. Này có chế độ real và manning luôn ha. Đây, Trio KA77, dòng Selector, điện 100V đến 117V, công suất 90W, dòng sức âm tụ 90W ha, 90W rất là mạnh ha, chứ không đơn giản đâu nha. Đây là trạm lo nè, A nè, B phía dưới ha. Rồi, nắp sắt nè, em thấy nắp rất là đẹp ha. Em đã mở sẵn cái nắp đít rồi ha, nắp đít rất là đẹp luôn, trắng nõn nè luôn. Đó, rồi, em sẽ mở cái nắp lên cho anh em xem nội thất bên trong ha. Đây, tổng thể đó đây, em nói là dòng sức âm tụ cổ, máy móc là phải nói là đẹp tuyệt vời luôn ha. Những cái dòng này chúng ta phải tồn tại khoảng 50-60 năm rồi, nhưng mà nó rất là đẹp ha. Đó là sắt xi trắng. Đây, hai cái tụ và sử dụng 4 sợi sắt nét lớn ha. 2D180 là dòng sò rất là lớn của hãng nét ha, là được những cái dòng âm ly Billner Sansui đời lớn sử dụng cho chất âm rất là tuyệt vời. Nè, em xem những cái bo mạch nè, rất là sạch sẽ luôn, và những con IC linh kiện bằng chân mạ vàng ha, và các con trở này là của hãng Hitachi đã thiết kế hết ha, nên chất âm rất là tuyệt vời. Đấy, em quay tổng thể cho anh em xem, nó rất là mới ha, rất là mới luôn. Em cũng đã xả mở sẵn mặt đít rồi, thì em cũng chút xíu em sẽ lật lên cho anh em xem luôn ha. Em này là xin nguyên bản 100% ha. Nó về là bị đứt hết cái dàn đèn Recover nè, em mới vừa làm đèn xong luôn. Đấy, để em mời anh em nghe một đoạn nhạc đi, xong em lật cái mặt dưới lên cho anh em xem luôn ha. Đây là cái nắp dưới, đây là cái nắp trên ha. Và cái clip tiếp theo thì em cũng sẽ làm về trên sân, làm giới thiệu với anh em con Lutman L560 rất là khủng long bọn chú đây ha. Đây em mở nắp ra thôi, còn nguyên bụi đây nè, em chưa có quét rồi, rất là đẹp luôn. Con này rất là mới kinh khủng luôn ha. Còn em sẽ làm cái clip giới thiệu anh em riêng. Thì hôm nay giới thiệu đến anh em con này Trio này ha. Mời anh em nghe một đoạn nhạc.
rất là hay ha. Game này đánh hai cặp A cộng B ha, và volume và ba lăng nằm ở giữa. Đây là bát, đây chép, đây các chế độ chi treo mono và các ngõ vào. Đây là lunette, đây cần IMFM. À, để em thử IMFM luôn cho anh em ha. Anh em có câu hỏi gì cho chàng trai này không, Duy Anh? Em lúc này em cũng có một câu hỏi, nhưng mà anh Duy Thanh vừa anh cần là của em muốn chi cái xe xe cứng đây này. Rồi, em à, em à. Trên thị trường hiện nay thì cũng như là chị Thu Duyên cũng biết rồi, trên thị trường rất là nhiều ha, các cái salon mọc lên và quảng cáo rồi hoạt động hoàn hảo full chức năng ha. Thì em cứ tuần này em đặt cái mặt đất lên cho anh em xem ha. Đây, mặt đất nó rất là tuyệt vời rồi ha. Toàn bộ những linh kiện cao cấp là của hãng Trio. Đây là dòng sức âm tủ ha. Đây là cái tủ sức âm đó đây. Đó, đây nè, có thể thấy nó là màu trắng thôi nhưng mà nó vẫn có một cái ánh nó hiện lên một cái ánh kim ha. Rất là đẹp. Những cái dòng cổ mà như thế này là rất là đã rồi. Nó mới như thế này là gọi là rất là mới rồi ha. Anh em có thể xem bên trong. Đó. Những linh kiện này. Quá trời mới luôn. Đó, đẹp kinh khủng luôn không? Đây là một cái con socket, một con socket Saken ha. Đó. Quá trời mới. Tuyệt vời luôn. Rất là đẹp. Quay tổng thể cho anh em xem cái đồ mới nè. Mới kinh khủng ha. Một cái nắp đít trông rất là đẹp luôn ha. Thì em này có lẽ em dự kiến là bán 5,5 triệu ha. Nhưng mà nó về bị nó tróc sơn một cái điểm ở dàn đèn nè. Đó. Đó anh em thấy không? Dàn đèn nè, nó bị lỗi đi chút xíu nên em giá em cân đắt lại, cân đối lại. Bán với giá anh em là 4,8 triệu ha. 4,8 triệu, đem làm chịu khoản đủ em bao ship toàn quốc ha. Mặt mũi đẹp can, lung linh, không một vết trầy. Chỉ có nấm volume này, cái nút tuner đây nè, bị dính đây xíu thôi ha. Đó. Anh em có thể quay hậu thất lần nữa ha. 4,8 triệu anh em ha. 4,8 triệu, em làm chịu khoản đủ em bao ship toàn quốc. Mũi là mới can, riêng nguyên bản tuyệt đối ha. Đấy, anh em có thể thấy. Rồi, xin kính chào các anh em.